Na Hang, miền đất huyền thoại, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng. Lòng hồ Na Hang Lâm Bình nằm xen lẫn giữa núi non trùng điệp. Những thác nước như dải lụa trắng trên những sườn núi. Con người thân thiện, mến khách. Đặc biệt những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang được bảo tồn và phát huy. Hồ sinh thái Na Hang Lâm Bình nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình, được ví như vịnh Hạ Long giữa đại ngàn. Làn nước trong xanh hòa cùng những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, trải dài ngút tầm mắt. Với diện tích mặt hồ trên 8.000 hectare của hai huyện Na Hang và Lâm Bình, đây chính là tiềm năng để hai huyện phát triển du lịch sinh thái lòng hồ. Tuyên Quang là có tiềm năng du lịch rất là lớn. Làm sao mà chúng ta tạo nên các cái sản phẩm du lịch mới để mà khai thác tối đa các tiềm năng của chúng ta. Ngoài những cái du lịch lịch sử, du lịch cái di tích thì chúng ta có cái lòng hồ hai huyện Na Hang và Lâm Bình, lòng hồ thủy điện Tuyên Quang thì tôi thấy tiềm năng rất là lớn. Các cái sản phẩm thì ngoài các sản phẩm như hiện tại chúng ta đã có thì cũng có thể thấy triển khai thêm các cái sản phẩm du lịch ở lòng hồ, nhưng mà có thể lưu trú qua đêm hoặc là du lịch phát triển với lại du lịch nông nghiệp, phát triển du lịch xanh. Tận dụng điều kiện sẵn có của tự nhiên, một số đảo nhỏ trên lòng hồ được khai thác làm du lịch đã thu hút khá đông du khách đến trải nghiệm, trong đó phải kể đến đảo Pù Hoanh. Xu hướng trải nghiệm hiện nay của nhiều du khách là du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ở những nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp, yên tĩnh và còn hoang sơ. Đảo Pù Hoanh nằm cách trung tâm thị trấn Na Hang trong vòng bán kính khoảng 10 km, nên rất thuận tiện cho du khách khi muốn đến trải nghiệm. Ở đây, du khách có thể tham gia các hoạt động như thi câu cá và các hoạt động sinh hoạt thường ngày của đồng bào nơi đây. Tôi thấy thu hút khách du lịch ở các phương đến đây để tham quan rồi là cái giải trí thì rất là ý nghĩa mà rất là phát triển du lịch rất là tốt. Đặc biệt ở đây là có cái đảo đây có cái nằm giữa cái khu hồ này cho nên là rất là thuận lợi cho khách nhà đi du lịch này rồi đi giải trí. Tôi thấy quang cảnh ở đây rất là đẹp. Nó như kiểu là người ta nói là Hạ Long cạn ấy. Không khí rất là trong lành luôn, con người ở đây rất là vui vẻ, thân thiện. Đến với Na Hang, bạn sẽ không thể bỏ qua khu du lịch sinh thái Phiêng Bung. Thuộc thôn Phiêng Bung, xã Năng Khả là điểm du lịch sinh thái lý tưởng, hấp dẫn du khách. Phiêng Bung có diện tích tự nhiên rộng hơn 180 hectare.
Hệ động thực vật ở đây rất phong phú và đa dạng, với nhiều loại gỗ quý như nghiến, đinh, lát, với nhiều loài chim, thú như hươu, lợn rừng, sóc, sơn ca, họa mi. Đến Phiêng Bung, được ngắm những cánh rừng tự nhiên đại ngàn chủ phú với nhiều cây gỗ quý có tuổi đời vài trăm năm tuổi. Lên đến Phiêng Bung thì mọi người có thể cắm trại, và ở huyện thì có tổ chức các hoạt động như các trò chơi để lên đây chơi cho du khách cùng tham quan, chụp ảnh những bức ảnh đẹp và được tham quan rừng mỡ ở trên đây và cắm trại cùng gia đình. Một điểm đến lý tưởng chắc chắn không thể bỏ qua khi đến với Na Hang, đó là ngắm mùa vàng hồng thái. Mùa lúa chín ở hồng thái chắc chắn sẽ để lại cho du khách những ấn tượng khó quên. Đây cũng là một điểm nhấn của du lịch Tuyên Quang trong thời điểm này, là cơ hội để các bạn hòa mình vào bức tranh thiên nhiên tươi đẹp nơi đây. Xã Hồng Thái có 82 hectare diện tích ruộng bậc thang, tập trung chủ yếu tại các thôn Khao Tràng, Bắc Hoang, Nà Mụ và dọc con đường liên xã, xung quanh khu vực trung tâm xã. Chỉ cần đặt chân tới địa phận Hồng Thái, bạn sẽ choáng ngợp trước biển lúa chín vàng quanh co uốn lượn trên khắp các triền đồi. Hít thở bầu không khí trong lành, thoang thoảng hương thơm của những bông lúa chín, của những triền hoa đua nhau khoe sắc. Hôm nay lần đầu tiên chúng tôi đến tham dự cái hội lễ hội lúa vàng của Hồng Thái. Chúng tôi đến đây mọi người đều mang với cảm xúc vô cùng dạo dực. Cái thứ nhất là đến nơi đây cảnh quan vô cùng tuyệt đẹp, nó thơ mộng và nó đẹp tuyệt vời. Và con người của Hồng Thái thì phải nói rất là mến khách. Tất cả mọi người đều niềm nở đón chào chúng tôi. Và tôi thấy là rất tự hào vì tôi cũng là người Tuyên Quang. Và tôi sinh ra lớn lên tại Tuyên Quang nhưng tôi lại định cư tại nước ngoài 30 năm rồi. Nên lần đầu tiên về để tham dự tôi vô cùng tự hào, và tôi sẽ mang tất cả những kỷ niệm của tôi và những cái ghi nhận tuyệt đẹp của Hồng Thái này để lan truyền cho tỉnh mình nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, và riêng nữa là đất của Hồng Thái mình, để lan tỏa đến các nước trên thế giới, cụ thể nhất là nước Úc của tôi. Được tổ chức vào các buổi cuối tuần, chợ đêm Na Hang không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân địa phương và du khách, mà đây còn là không gian để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng riêng có của địa phương, thúc đẩy du lịch phát triển. Các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản đặc trưng luôn nhộn nhịp du khách tham quan, mua sắm. Đội văn nghệ các xã cũng mang đến phiên chợ những làn điệu hát then, đàn tính đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc nơi đây. Như tôi lên đến Na Hang hôm nay, tôi thấy là không gian ở rất là đẹp, không khí cũng rất là thoáng đãng, và con người ở đây rất là chân thật, mộc mạc và rất là yêu mến cái khu du lịch này. Tôi rất mong là có dịp sẽ quay lại cái khu du lịch Na Hang, nhưng mà cũng sẽ là có nhiều sự thay đổi mới hơn để cho mọi người đến đây sẽ có nhiều những cái cơ hội được trải nghiệm. Để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, huyện Na Hang đã phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào phát triển du lịch của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, huyện triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh
về thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ tối thiểu cho các điểm du lịch cộng đồng. Được sự quan tâm của các ban ngành thì một số nhà đầu tư họ cũng đã đầu tư tạo thêm cảnh quan để thu hút khách du lịch, thì bản thân tôi nhận thấy đấy là một cái điều rất là tốt và cũng đã thu hút được rất nhiều người dân từ khắp mọi miền đến đây để tham quan cảnh đẹp thiên nhiên của Na Hang nói chung và Tuyên Quang nói riêng. Với những chính sách và cách làm thiết thực cụ thể, du lịch Na Hang đang ngày càng phát triển. Chỉ tính đến tháng 9 năm 2023 đã thu hút 214.000 lượt khách, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 267 tỷ đồng. Đối với lại huyện Na Hang thì cái được thiên nhiên cũng ban tặng cho Na Hang đó là những cái khí hậu, môi trường cũng như là cái hồ thủy điện Tuyên Quang, những cái rừng đặc dụng nó là được coi như công nhận là khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình. Đây là một cái cơ sở để coi như là huyện Na Hang coi như tổ chức triển khai cái việc hướng về cái du lịch. Thì đại hội đảng bộ huyện Na Hang nhiệm kỳ 2020-2025 thì huyện Na Hang cũng đã chọn là hai khâu đột phá, ba nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó thì có cái khâu đột phá đó là Na Hang phát triển về du lịch là một cái ngành kinh tế quan trọng của huyện. Chính vì vậy thì sau khi xác định cái khâu đột phá như vậy thì huyện Na Hang cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, và đến nay thì cũng đã nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết. Thì đánh giá lại cái chặng đường nửa nhiệm kỳ thì nói là đối với du lịch Na Hang có khởi sắc, tổ chức nhiều cái sản phẩm du lịch, nhiều cái chương trình để thu hút mời gọi cũng như là quảng bá giới thiệu về cái con người mảnh đất Na Hang với mọi người du khách trong và ngoài nước. Đấy, chính vì thế thì sau khi đại dịch Covid-19 đã kiểm soát được thì phục hồi phát triển kinh tế, thì huyện Na Hang cũng đã tổ chức nhiều cái chương trình, nhiều cái quy mô chương trình lớn đấy, và thu hút nhiều cái du khách đến với Na Hang. Thì trong thời gian tới thì huyện Na Hang cũng sẽ tiếp tục thực hiện cái nghị quyết của đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025, và cũng phấn đấu là đến sang năm 2024 là sẽ đạt các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Na Hang nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Do vậy, trong thời gian tới, huyện tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. Đồng thời thực hiện tốt việc quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình, gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn đối với các hộ gia đình, điểm du lịch để phát triển du lịch, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường liên kết hợp tác du lịch với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.